chuyển thể bức tranh đám cưới chuột thuộc dòng tranh dân gian Đông Hồ sang tranh gỗ trông sẽ như thế nào? Bức tranh đám cưới chuột mang nhiều tầng lớp ý nghĩa, vừa nhân văn và vừa châm biếm. Và đây cũng là cách mà người xưa nói lên cái nỗi lòng của mình với một cái cách nhìn rất là ý nhị. Và tổng quan của tác phẩm thì bao gồm có 12 con chuột, một con mèo, một con chim, một con cá và một con ngựa. Và số lượng của chuột tuy có áp đảo hơn, đông hơn nhưng lại là tầng lớp mà thấp cổ bé họng hơn, vẫn phải quy phục và lễ cống cho một con mèo. Bởi vì chuột vốn thì sợ mèo, muốn thoát khỏi nanh vuốt của mèo già, muốn tổ chức một cái ngày vui của mình được trọn vẹn, thì họ nhà chuột phải bày đặt ra đủ thứ lễ vật để kính biếu một cái lão mèo già. Và ý tưởng sâu xa của đám cưới chuột chính là cái chất châm biếm, đả kích rất là sâu cay và lên án, tố cáo cái tệ nạn tham nhũng, tham ô, hối lộ, ăn của đút lót của bọn quan lại phong kiến của thời kỳ mà phong kiến thống trị. Và đám cưới chuột cũng là tiếng cười mà rất là hóm hình và cũng là lời mỉa mai cay nghiệt của những người dân đen đối với những cái người mà được coi như là đấng phụ mẫu chi dân. Đồng thời đây cũng là nụ cười xuân, tuy bình dân nhưng mà không kém phần bác học, đầy ý vị và đậm cái không khí xuân, đem lại cho mọi người một cái sự chiêm nghiệm rất là sâu sắc. Và chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa những cái nét đẹp của dòng tranh Đông Hồ đã có nhiều trăm năm nay, và thông qua những cái tác phẩm tranh gỗ được phục dựng cũng như là truyền thể thêm những cái hồn từ những cái người thợ, thì chúng ta sẽ cùng cảm nhận và chia sẻ nhé.